bữa đất này để dành cho bà Linh á, bà nói là giờ thiêu bà nóng quá. Thì thôi bây giờ chỗ này nó tóm lại là giờ chia phần này là cho cô Linh. Đúng không? Bắt khải xâm phạm luôn á nha. Cho cô Linh nằm đây là để gì phải cưới vợ nhỏ cho ba nữa. Thấy không? Coi như là phải gả cho ba thêm người nữa đó. Ba còn hồi lúc còn sống mà ba nhìn bà Linh ấy, ba nói trời ơi cho tao không thèm nhìn mắt ói muốn chết luôn. Dạ chào đại gia đình nha. Đó, ở đâu có thì ở đó có Nam Đen nha. Đó, bữa nay thì Nam sẽ mời tất cả mọi người ra đây làm một chuyện rất là đại gia mini đây. Đó, đại gia kìa. Trong sầu riêng nó tấn lên. Lọt nhạc vô ráng chịu à. Chơi chơi lọt nhạc trời. Mở máy đi. Đâu có, nó mở nhỏ. Mở nhỏ được không sao. Đó. Thằng con cái út nè, chị 24 nè, của chị Tư à, đó rồi đây. Mọi người út vô mạng hệ 8 nè, út 8 nè, mọi người phải tự diễn nha, không diễn tao đánh cho ca diễn nè. Xin chào cả nhà, không có chưa quay nhạc nữa. Mỗi mỗi ca diễn rồi mà chưa diễn là mỗi diễn trước rồi rồi đánh nữa nghe. Vô nhảy lên. Nhảy ra vô, nhảy đụng nút cây ra. Đó. Nó nhảy này là nhảy bẻ trái á. Diễn Tư. Nhảy lên. À, đây là giường của đại gia gồng nhỏ. Bay sẽ cắt ra. Con cắt tò bay đúng không? Thì cắt một tò nó sẽ bay như thế này nè. Tò bay là phải bay vậy nè, nó mới bay được. À, đại gia cò bay đang cắt á. Hát ngọt như đường phèn. Bằng người mến thương. Đó, đại gia lâu lâu về quê ra thăm vườn. Giờ ai muốn mua khu vườn này em bán. Đó. Mẫu. Nhiêu anh? Hả? Diện tích bao nhiêu? Mẫu. Một mẫu. Một mẫu là 10 công. Là tính luôn vườn bưởi với vườn sầu riêng tính nha. Tính hết vườn sầu riêng hết tất cả mọi đó, thứ luôn. Bưởi đang có trái nè. Đó. Hả? Nhiêu công anh? Bán hết nguyên mẫu. Bán hết nguyên mẫu. Mười tỷ. Nếu mà mua trực tiếp anh Long là 10 tỷ rồi, nếu mà gọi nghe nè, một công ở dưới đây á là ngàn mét à, là một công ở dưới đây giờ lớn nó như vậy anh. Ừ, mặt tiền nó bằng lại thì bán 2 tỷ mới được, cái mua tỷ được, còn mình ở trong 1 tỷ được không? Rồi bây giờ thôi nói bổ đồng là bây giờ cứ ở bổ đồng, giờ ở ngoài đường gần đường là 2 tỷ. Tiếng giữa rúng thì 1 tỷ, gần gần nữa 1 tỷ rưỡi. Rồi bây giờ nguyên của em khoảng chừng 10 công á, thì bây giờ nếu mà ai mua thì em sẽ bán là khoảng chừng tổng cộng khoảng 12 tỷ. Không, tại vì đất anh mặt tiền tới mấy đường mặt tiền là? 3 đường mặt tiền. À. 12 tỷ chừa có... nền nhà cho Út nó ở với nguyên cái mộ của ông bà để lại. Rồi còn nhiêu là bán tất cả ở đây là 12 tỷ. Tại vì cái vườn sầu riêng dưới là nó cặp bờ sông, nó cặp sông luôn. Đó, ai rinh thì ai muốn mua 12 tỷ, muốn ngã giá thì gọi điện thoại cho Út. À, để mà giá cả thương lượng nữa. Đó. À, coi như là 12 tỷ rinh cái miếng vườn của em ha. Bưởi sầu riêng có sẵn hết này kia kia nọ. Ai muốn về đây cất hôm xây là có hết nha. Nếu mà gọi cho anh Long là 12 tỷ, còn gọi cho Hoàng với Nam là 13 tỷ nha. 10%. 10%. Gọi sớm mà giá cao hơn anh có Long bán liền nha. 10 công 12 tỷ cả nhà ơi, nhanh tay lên nha. Đó. Đây là chỉ là mới một cái một phần nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ thôi anh. Thấy ghét chưa? Nhỏ nhỏ.
12 tỷ thương lượng. Đúng không? Ai trả cao hơn khỏi thương lượng nha. Đúng rồi. Ai thương em á thì ưu đãi cho em thêm tỷ nữa, thành 13 tỷ là em cưng dữ lắm luôn á. Gọi là đi, gọi là đi cò bay thẳng cánh. Đó thì bây giờ theo chân anh chồng nhỏ nha. Tất đi cả xuống, đà, quý kia. Vị gọi em gọi xung quanh này cho quý vị là tôi đã lên sầu riêng hết rồi, bưởi hết rồi. Cái cây sẵn cái cây chuẩn bị là có trái nữa xong hết rồi nha. Cái cây sẵn đất ba. Sầu riêng này chắc cỡ mùa hai mùa nữa chắc có trái được rồi đó. Có phía trước là đường sông đó nha. Đường sông phía trước, sông trước sông sau hết. Cô chú anh chị mà xem trên kênh của Nam thì cũng có từng phát có video trên này. Muốn ăn rau muống là ăn rau muống, phải không? Ngày mai sẽ nấu hái rau muống này vô lập lẩu. Mới thì thuốc hả? Rau bạc mỡ nữa nè, rau cù nèo đây, hiểu không? Đó, tôi tưởng. Thì bây giờ đi vô, trước khi bà con có muốn mua thì muốn rinh cái miếng vườn của em á. Thì để em vô em phân lô em cho chị ba em cái đã. Cho chị ba gốc cái đã, tại vì trước khi má có dặn là cho chị ba gốc để chị ba ở lại với con với cái. Tại trước giờ anh Long không có thời gian, bữa nay có thời gian cho nên là ở dưới này 2-3 hôm. Cho nên xuống đây ấy đất cho mấy chị của anh Long cho nó xong để sau này khỏi bị xong cho rồi, khỏi bị dính dấp gì hết á. Long này sẽ cắm móc chi toàn bộ khu đất này là của dòng nhỏ. Đây là mộ ba má. Hả? Ba. Hả? Có quẹt không? À, bữa nay quá ha, chị ba quán xiến sạch sẽ quá con mọn ha. Bữa nay con trai Út về về thăm ba. Đúng rồi. Với ấy đắc đài cho mấy chị luôn đó. Rồi ba đâu rồi ba? Ba má đâu rồi? Sao lâu quá mà không có cho con nhìn con thấy gì hết trơn vậy? Giận nha. Bỏ người ta đi tự nhiên mất tiêu, lâu lâu cũng về thăm sao? Con cái chút xíu chứ cho thăm có một lần một hả? Giận nha. Tôi chỉ giận 5 phút à. Không. Cái chỗ này là dự định làm cái nhà mồ. Đọc đây là cũng không? Mà ai cũng đòi nó bình thường lắm. Hai những cù đeo là hạ xuống à, nguyên một dãy này luôn anh, nguyên dãy luôn á. Rồi nữa cô ơi, giờ lát kêu cô Linh ra chia cho bả luôn chứ. Đây nè, cô Linh chắc sắp sửa cũng sắp lớn rồi chỗ này. À chỗ này hả? Chỗ ra muốn đuổi. Đây. Đó, cái chỗ này là chuẩn bị cho bà Linh đó. Đó, ra muốn đuổi á. Nè, bữa đất này để dành cho bà Linh đó. Bả nói là giờ thiêu bả nóng quá. Thì thôi bây giờ chỗ này nó tóm lại là giờ chia phần này là cho cô Linh. Đó. Đúng không? Bắt Khải xâm phạm luôn á nha. Cho cô Linh nằm đây là đợi gì phải cưới vợ nhỏ cho ba nữa. Thấy không? Coi như là phải gả cho ba thêm người nữa đó. Ba còn hồi lúc còn sống ba nhìn bà Linh ấy, ba nói trời ơi cho tao không thèm nhìn mắt ói muốn chết luôn. Hai người chơi qua chơi lại. Hello con. Chào con. Không chê bà Linh. Mẹ nhìn không muốn ối luôn. Đó, hai lần xuống, thấy không? Rồi quá ấm cúng luôn rồi cô Linh ơi. Còn gì nữa? Mình có ra đây là có rau với cây là ăn đầy đủ luôn nè, khỏi cần đi kiếm. Sạch sẽ không, mát mẻ chứ sợ không? Còn gì nữa? Thấy không? Đi đạo Phật đi. Không biết môn Phật không? Không môn Phật các bạn hả? Con lâu nha, không có thấy nha. Cho thấy có một lần hà, đi hát trên đường siêu tốc của Long An á, vừa ngủ dựa vô cái chiếc xe mới điêu thiểu, cái ông bay tháng ngang cái đầu xe mặc cái áo dài màu xanh lúc liệm luôn á, áo dài khăn đóng màu xanh đó. Ông tháng ngang ông nhìn con cái ông gì là ông đi luôn á, ba mất tiêu luôn á. Nó trời ơi
Đó, anh thấy hai cái màu nó khác phải không? Cái của anh nè, cái của em. Cái gì? Made in Vietnam. Đó thì bây giờ đi qua bên đây ấy phần đắt cho chị nè. Đó, bông chu đũa quá trời luôn rồi nè. Nó cho xuôi xuống. Bông chu đũa kìa. Đây nó nè nhấp lên. Là cái chỗ là chuồng bò nữa đó. Bò này đúng không? Là từ cái mí chuồng bò này về qua bên đó là có chuồng ba đúng không? Ờ. Là ngay cái này hả? Qua được. À, bữa nay anh Long về có thời gian cho nên đi xuống để ấy đắp gì đắp cho mấy bên đây là của ai? Cái này là của anh Mát. Anh nói cho đương miếng nhà, cái hình nhà còn này chưa là thì à nữa anh chị anh xuống cho, con cháu không có nhà anh cho. Thì sẽ bác kêu sẽ nền nhà cho con cái đứa nền nhà thì sẽ xuống về luôn nè. Thôi vậy cái cho Châu Tấn nền đương nền đi. Rồi vậy đi. Rồi, nhưng vậy mà đi. Phải nhớ chừa là cái đường đi xuống nha. Thì mỗi người biết là làm. Đây là có một chỗ này. Đó, bữa nay xuống xong là bàn giao. Vậy đây hai có một hả? À, đây là 3 mét rồi. Đi cho chị Ba này đúng không? Chừa 3 mét nữa không? Ba. Cái nhà chừa qua đây cho đào nó đi vô. 3 mét. Thì đi nè. Ba xác định nhà đó cho vậy nè, hay cái vườn này thẳng xuống đây nè. Có chị Ba có cái nhà đó rồi thì ngay xuống dưới đó là đúng rồi đó. Có cái này cho đường đi. Chỗ này chưa đường đi, anh cho anh năm cái đường nhà bên đây thì ông đương mình làm đó. Còn đó thì mọi người cũng lâu lắm rồi, chờ đợi lâu lắm rồi. Thôi bữa nay anh Long có thời gian đó cô chú chị. Để về và ấy đất đai cộng tranh đồ cho mọi người hết. Rồi nữa làm giấy tờ anh Long sẽ ký tên một lần. Xong. Rồi này chị Ba, đó có một nè. Dạ, có nghĩa là cái chỗ này là đường đi của chị Ba, phía sau này là của Hương Dương, Hương Năm, cái chỗ này là đường đi. Nha, rồi từ đây kia của chị Ba nha, tới đằng sau này. Chứ cái gì, cái dừa chỗ nào? Đây nè, cái mương. Đây nè, đây nè. Ừ. Góc dừa một nè, cái cây dừa nó chết rồi, còn góc nè. Đó má chị cũng chị thấy cái mà và phía này là cái vườn sầu riêng nha cô chú chị. Ủa cây măng cụt hả? Có trái nè. Chị Ba. Vậy thì ngay chỗ nó ra nước lỗ, ngay chỗ này là. Ừ. Chị Ba cứ cắm về cứ. Giờ cứ chỉ đi. Không, bây giờ là con nói vậy á, là cái cũng như là cái mí đó, cái nhà con xem còn cái đường đi này là để đi. Để đi chung. Để đi chung chứ để ví dụ. Còn cái bây giờ phải cho con nhiễm rồi nữa cái tự này cái là có mấy trái đen rồi kìa. Đúng, có lấy đồ hả? Trái đen là chính thôi vừa. Có cái đen anh bắt bẻ. Vậy là cũng như chờ cái đường đi. Tại vì chờ đây cái đường đi vậy đó. Bên đây cho 5 miếng hình nhà đi, riêng miếng hình nhà hai người căng ra. Chị hiểu không? Còn mình chờ chỗ này cái này là cái đường đi. Nguyên cái mảnh đất ở ngoài trước này á là anh Long cho hai người nha, cho anh Năm với người lớn á. Đường, anh Đường gì đó. Từ cái miếng biểu cứ đi thẳng lên, còn cái này là cái đường đi. Rồi vậy đó chị Ba. Nha, kiến con ơi. Chạy. Đấy. Chân lửa không? Chân thành ghẻ rồi đó. Xích xích xuống đây, bước đây, bước đi. Thôi đi rửa nước. Đi rửa chân lên. Sao nó đang rửa chân lửa. Rửa cái cây vô hả? Rửa cái cây vô hả? Cây măng cụt bác, măng cụt rồi lâu năm dưới hả? Rồi, cây vô nó cầm, nó bán nhiều trái rồi trời. Đó, có trái nè. Ờ chín hết trơn kìa. Ủa cây măng cụt trồng lâu năm dữ ta. Chín rồi nè, trên đó nhóc chưa kìa. Ờ đây trái nè, đây trái nè. Để cái đó để ngồi lấy cái ghế. Ủa con nè. Ủa lông nó mê cái này nè. Hên quá. Chẳng là một người mười mấy hai chục năm nữa mọi người. Ờ mới có trái á. Mười mấy hai chục năm mới ra được cái gốc nhỏ xíu này nha mọi người. Lát tắt điện thoại vô đây bẻ. Không có dùng luôn. Điện thoại leo lên luôn á. Nè măng cục này không có thuốc luôn nha. Nè.
quá ngon luôn. Thì từ cái viên mía ông ta quá trời ngọt luôn trời. Thấy không? À, từ cái giáp ranh mía ông ta. Đi thẳng trước, đi thẳng sau qua cái dũng, rồi qua dũng vô tới cái chiếc mương dũng đi thẳng bên kia. Rồi. Măng cục nó ngọt. Nó ngọt khớp luôn á. Lá 14 hả? Đó. 12 tỷ là cộng luôn cái vườn sầu riêng nè cô chú anh chị. Chừa những cái phần đất cắt nhà ra thôi nha. Đó. À, hết mùa hết trái rồi. Bữa nay tỉnh lại hết rồi. Bữa nay tỉnh lại rồi. Đó. Tổng cộng là bao nhiêu gốc ta? Nhiều lắm á, cả trăm gốc. Trăm gốc không? Dạ. Đây nè. Mía Dũng nè, mà tới mía đẹp lên. Đó. Cái ranh đó là của mình luôn đúng không? Cái mía 10 đó đó. À. Rồi qua bên đó. Cái bà đó đi, cái bà đó okay. Đi. Ừ. Đại gia mini đó. Đi nãy giờ chưa hết đất nha mọi người. Đó là giáp với cây dừa đó, đất đó. Giờ mà kiếm được cái sầu riêng chín ha. Cái vườn sầu riêng này là tới mùa là mình đã thu hoạch rồi nha cả nhà nhé. Đó, rồi tất cả mọi thứ. Ghi sáo nghe cực kỳ là ngon, gọt béo luôn. Ok. Rất là ngon luôn nha. Tại vì bây giờ mình em không có quán xuyến nổi, giờ em mệt quá rồi, công việc mệt quá rồi, à. Hiểu không? Bây giờ mọi người thương lượng đi, nếu mà thương em á, thì mọi người có giàu có cắm có cá thương em thì cho em 13 tỷ thì càng tốt. Nếu em đi về nếu mà tròn nữa 15 tỷ em lo cho con rồi. Của em hiểu không? Tại vườn cây sấy đồ riêng nó có hết rồi. Hả? Đi bao lâu nữa mọi hình lên hái như vậy. Đó. Đó chỉ là bán hai vườn trái cây thôi nha. Còn đất cát trước kia là để em lại đây hai anh em mình chụp mỗi hình để lát làm bìa là gọi là coi như là hai anh em ai mà bìa muốn kiếm hai anh em thì cứ thương lượng. Đào kép lại. Đây là Úc, trời lá cát ngon quá đẹp. Đây rồi nè dòng lên. Rồi thêm kiểu đi. Đây để nguyên hiện trường. Đúng rồi. Cái mỏ vậy ăn cái cá. Từ riêng dưới còn có trái dưới. Đó tại sao mà có đào phải có kép nha. Đào chị đó em. Nó tỉnh rồi nè bãi nha. Bữa hổm chị lũi luôn. Rồi tính đi thành phố đi Bình Dương. Rồi ép nó quá sớm. Không phải nó bị sốc. Thằng hậu nó bán đâu hình như 400 mấy 500 triệu. Hả? Ừ. Thằng hậu nếu... 10 phải không? Thằng hậu em ông kia ấy, nhưng mà cái đó, vườn sầu riêng này là, luôn. Là bao nhiêu năm, 5-6-7 năm rồi đó nha cả nhà. Đó, 5 năm. Gốc quay lớn rồi đó. Gốc lớn hết trơn rồi nha. Tại giờ hết trái rồi, không có quay được. Mà cứ rinh là nếu mà bây giờ vườn sầu riêng luôn là bà tổng cộng là 13 tỷ đó. Ok, ai mà mua đi. Trăm gốc mình đó. Đó chú. Gốc đúng không? Ở đây là cả trăm gốc sầu riêng nha cả nhà nha. Ok. Đó bây giờ là chốt thương lượng nha. Chốt cái giá 13 tỷ là thương lượng nha, mà còn điện cho Nam với Hoàng là 15 tỷ đó nha. Không, nói cho chuẩn đàng hoàng chứ. Đó, trái kìa bãi, còn dính kìa. Ừ, còn trái còn bên kia còn mấy trái nữa. Để mai chiều kêu vô cắt. À, đây còn một trái nè. Trái đó như chín rồi kìa. Zoom lại mới thấy không kìa. Đó thấy đó tòng ten đó quý vị ơi rồi bây giờ thấy là đây Nam dạ. Đây Hoàng
Dạ hai anh em quyết định là tăng lương bây giờ thương lượng giá nha, 13 là mình thôi sầu riêng nè. Bây giờ những giá cả thương lượng này nha, mua cái vườn sầu riêng này phải là 13 tỷ nhưng mà thương lượng vậy đi, còn thương lượng cho nên là 13 tỷ thì có gì thương lượng chứ em. Đó. Tại vì sầu riêng này nếu mà tới mùa vừa rồi ha là chở bằng xe tải không đó, 400-500 triệu là cắt một lần á, là hết mùa. 500 triệu sao mày không cho tao tiền sao mày giấu giữ vào đầu em đó, bây giờ nó rồi hay nó mới khai là có một cái đây có một vừa là hồi xưa tới bây giờ lập cái vườn bưởi lấy cái vườn bưởi ra mùa rồi 400-500 triệu mà bây giờ cái vườn bưởi nó lấy là 5-6-7 mùa nữa, quý vị nghĩ coi sao. Trời ơi tôi tức quá, tới giờ mà chưa biết mới khai. Không, không em nghĩ chắc bây giờ cái tiền chắc gửi ngân hàng hết rồi cho nên mới khai nữa. Tôi tức quá, tôi tức quá, tôi leo lên cây sầu riêng tôi nhảy xuống rồi. Tôi tức quá trời luôn rồi. Thôi thôi đừng nhảy xuống cho tôi tức quá. Nó bán sầu riêng 400-500 triệu mà nó giấu tôi. Nhớ chị Hoài Thương. Bây giờ cái cây sầu riêng này nhớ chị Hoài Thương. 400-500 triệu. Mà nó giấu bây giờ hôm nay là tự động cái miệng nó khui ra. Nó vậy chứ Long làm cái này cho em Út nó tự động nó sống thôi chứ miễn sao Long không có lo được nữa được rồi. Khi ba má mất. Khi ba má mất mà là miễn sao tụi nó có tiền tụi nó xài được rồi. Okay. Con không lo nữa. Cho cần câu thì tự kiếm kiếm mà kiếm nha. Ờ hả? Con cháu không vậy, đứa nào đó, tự nó có cần câu hết rồi rồi coi như là yên thân yên phận. Cái khu này mà cô chú anh chị mà làm cái homestay nữa là đúng rồi luôn á nha. Đúng rồi, khu này tất cả mọi thứ là homestay là bá cháy luôn nha cả nhà nha. Cả nhà nhanh tay gọi số điện thoại cho Long đó là số đó là 079 6 6 6 6 9 9 8. Nó giờ đọc lại lần nữa nè. 079 6 6 6 6 9 9 8. Tức nghĩa là 4 con số 6. Ừ đúng rồi. Rồi coi như là giá cả thương lượng nha. Coi như là còn có hơn nửa tháng nữa em đi về Mỹ rồi. Thương lượng lẹ lên nha cả nhà nha. Đó. Rồi đọc số của chị Đào luôn nè. Đó số của chị hả? Ừ. 070 rồi 634 rồi 7439 đó là bé Đào nha mọi người. Còn họ gọi cho Hoàng có giá ưu đãi hơn nữa mọi người. Nói chung hoặc là cái khu vườn bưởi vườn sầu riêng này nè cô chú anh chị mà đầu tư thêm cái homestay nó khoảng 10 căn hoặc là 15 căn nữa là tuyệt vời luôn á. Đó, trái cây rồi, trồng rau các kiểu. Đó, bưởi mà trái như gì nè, cô chú chị. Đó, bưởi mà trái gì đó. Cái phần đất ở trên này là không có bán, chỉ là chừa đường đi thôi nha cô chú chị. Nếu mà mua cái vườn sầu riêng này á thì có một đường sông ở dưới kia, còn không có đường này sẽ đường đi. Đường này đường đi là sẽ mình vận chuyển trái cây ra. Không, làm lại vậy được không? Mình coi nè. Lại coi đàng hoàng chị đi. Sao? Đúng. Khéo khéo khéo. Trời ơi. Nào mấy vịt cô một đi khéo nha cô một. Rồi bây giờ mình đi qua cái ra phía trước nha. Chị ba rồi mọi người cũng đợi cái ngày này cũng lâu lắm rồi nha. Thì hôm nay rảnh thời gian là chưa đi hát cho nên nó là xuống để ấy đất rồi cho người thân rồi thì đó vậy đó. Mỗi chiều anh kiếm lục đá anh cầm cái nữa thì đó thèm nhà luôn mày nè. Ừ, nó dư thiếu qua anh chút rồi có nhà cũng đi đâu cái này đừng đi tại vì sẽ cho xui xuống tặng cho anh Năm được cái đình nhà chứ đưa cái đình nhà cho nó trọn vẹn không. Có ai làm ai nói gì đâu. Chào. Chào.
Đó, nguyên khu này là đất đó, giờ đường về, đất hồi trương không nè. Về đây rồi muốn làm gì, muốn sắp lớp gì đó làm luôn. Này, cắt hai nhà là mình mong cặp lộ luôn nè đó. Ước lộ này xe lôi vô, xe vô xe du lịch vô được luôn nha, xe bốn chỗ vô được nha. Đũa cái cây đó quá trời sao không nổi. Ăn không nổi. Ăn không nổi. Chuối nè. Rồi em cũng xin phép kết thúc video nha cô chú chị ơi. Thì mình nói cho bà con một lần nữa là bà con có thích cái miếng vườn của Kim Tiểu Long thì gọi điện thoại càng sớm càng tốt nha, liên lạc mình càng sớm càng tốt để mà mình thương lượng giá cả nha. Thì đó là coi như là 13 tỷ đó, là mình luôn cả vườn cây ăn trái luôn á, miễn sao chừa ra đất nền nhà ở với mồ mả ông bà để lại được rồi đó. Coi như là mình còn thương lượng chút xíu nha. Nếu mà hữu duyên được thì đẹp trời luôn, rồi sẽ còn một căn nhà nữa 20 tỷ đó, chỉ bật mí nhẹ thôi nha. Rồi kết thúc video và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh nha. Đất này đất nhà, đất chính chủ nha, đó là đất chính chủ đó.